Ok, tiếp theo sẽ đến phần đa thức, vẫn là đa thức nội suy Newton nhưng mà sẽ là mốc cách đều. Ở cái phần trước sẽ là mốc không cách đều nhé, tức là mốc bất kỳ ấy. Về mốc cách đều thì mình cũng sẽ lấy một cái ví dụ. Mọi người sẽ qua ví dụ này, mọi người sẽ hình dung được ngay thôi. Vẫn là có một bảng giá trị xy nha. Mốc cách đều thì đây, 1, 2, 3, 4, 5. Và giá trị 1, 3, 2, 5, 6. Giá trị thì mình đấy vừa đấy, còn đâu mốc cách đều mọi người nhìn này, mốc cách đều và khoảng đây sẽ là một nhé. Rồi về phần cái viết cái bảng mà có tỉ sai phân á, thì với mốc cách đều nó sẽ hơi khác hơn một chút nhé. 1 2 3 4 5, 1 3 2 5 6. Rồi về cái bảng của mốc cách đều á, thì mọi người sẽ không chia nữa, mọi người sẽ tính luôn. Đây là tỉ sai phân cấp 1 này. Mọi người sẽ tính luôn. 3 trừ 1 bằng 2. 2 trừ 3 bằng trừ 1. 5 trừ 2 bằng 3. 6 trừ 5 bằng 1. Rồi, trừ 1 trừ đi 2 sẽ là trừ 3. 3 trừ đi trừ 1 sẽ là 4. 1 trừ 3 trừ 2 không chia gì hết nha. Trừ 4 trừ đi trừ 3 sẽ là 7. 2 trừ 6 và cái cùng sẽ là trừ 13. Cứ cái dưới trừ cái trên thôi, không chia gì hết. Và đa thức nội suy Newton của nó, mình sẽ viết đa thức nội suy Newton tiến nhá. Đầu tiên là tiến này. Tiến thì nó sẽ là một cái hàm với biến là t sẽ bằng tiến. Đây là tiến. 1 cộng với 2 trên 1 giai thừa của t. Đây, 2 trên 1 giai thừa của t cộng với trừ 3 trên 2 giai thừa của t nhân t trừ 1 cộng với 7 trên 3 giai thừa của t nhân t trừ 1 nhân t trừ 2 và trừ đi 13 trên 4 giai thừa của t nhân t trừ 1 nhân t. Oh shit. T nhân t trừ 1 nhân t trừ 2 nhân t trừ 3 với t thì sẽ bằng x trừ đi 1 trên 1. Rồi mình sẽ giải thích này. Số này á, x trừ 1 trên 1 tức là x trừ đi x0 trên h. H chính là khoảng, đây sẽ là h này. Đó. Và cái này nó sẽ lần lượt mang với tỉ sai phân cấp 1 thì sẽ là một giai thừa ở dưới. Tức là với tỉ sai phân cấp n sẽ là n giai thừa ở dưới. Đây là tỉ sai phân. Đây tỉ sai phân cấp 2 này. Tỉ sai phân cấp 3 này. Tỉ sai phân cấp 4 này. Đó. Và cái phần này á, nếu mà mọi người tách ra, tức là thay cái giá trị t bằng x trừ 1 vào ạ, thì mọi người sẽ được cái đa thức giống hệt với cái đa thức ở phần mà nếu mà mọi người không làm kiểu là không phải là mốc cách đều á, mọi người cũng chia là 3 trừ 1, chia cho 2 trừ 1 các thứ này á, thì mọi người sẽ được đa thức giống hệt như thế. Bởi vì sao mà cái phần này nó lại có thêm một giai thừa, hai giai thừa, ba giai thừa, bốn giai thừa này? Bởi vì nó chính là cái phần chia của cái đấy, nó chính là cái phần chia ở phần trên này mình đã không làm, ở phần trên này mình đã không làm rồi. Mình sẽ chỉ việc ở phần cái bảng này mình chỉ trừ thôi đúng không? Nên là nó mới có cái bảng chia ở dưới này. Còn t nhân lúc nào nó cũng sẽ xuất phát từ t trước nhá. Lúc nào nó cũng xuất phát là t và tiếp theo t trừ 1, t trừ 2, t trừ 3 đến t trừ n. Ở đây nếu mà nó có phải là ở đây nó mà là 2 4 6 8 10 đi. 2 4 6 8 10 ấy, thì t nó sẽ bằng x trừ đi 2 trên 2. Bởi vì là h của nó bằng 2 mà. Và t ở đây vẫn là t trừ t, t trừ 1, t trừ 2, t trừ 3 đến t trừ n. Đấy, về cái phần này thì mọi người xem cái phần này vào, còn đến cái phần buổi bài tập thì mình sẽ nói kỹ hơn nhé. Còn tiếp theo đến nội suy, à cũng cái phần lùi lùi của cái này thì cũng tương tự thôi.
Lùi của này thì mọi người sẽ là, đây mình sẽ viết ra nhé. PU với lùi thì nó sẽ là U nhá. Sẽ bằng bằng bao nhiêu đây? Bằng 6 cộng với, ở đây là 1 này. 1 trên 1 dây thừa của U cộng với, tiếp theo bao nhiêu? Trừ 2. Trừ 2 trên 2 dây thừa của U, U cộng 1 cộng với, tiếp theo là trừ 6 trừ 13 này. Trừ 6 trên 3 dây thừa của U, U cộng 1, U cộng 2. Cuối cùng là trừ 13 trên 4 dây thừa U, U cộng 1, U cộng 2. Rồi, với U thì sẽ bằng x và trừ đi 5 trên 1. Tức là bằng x trừ đi xn trên h đấy. Nó ngược lại với cái tiến là như nào? Tiến thì mọi người là x trừ x0 đúng không? Và cái này là t, t trừ 1 đến t trừ n đúng không? Còn cái này nó sẽ u, u cộng 1 đến u cộng n. U, u cộng 1, à cái này mình thiếu nhá. Cái này vẫn còn là u cộng 3 nữa nhá. Đó. Cái phần này, nên phần này mọi người không cần phải để ý đến cái giá trị của x lắm, mọi người để ý giá trị của y thôi, bởi vì nó là mốc cách đều mà. Mốc cách đều mọi người chỉ cần nhớ là với tiến thì bằng x trừ đi x0 trên h, còn với lùi thì là u bằng x trừ đi xn trên h. Đó, đây là phần nội sin nội tơm mốc cách đều. Về mốc cách đều này nó rất là dễ thôi. Mốc cách đều cực kỳ dễ. Mọi người đến cái buổi bài tập thì mình sẽ nói rõ cái bản chất của cái mốc cách đều và mốc không cách đều cho mọi người dễ hiểu hơn nhé.